Namo Bittaya. Đây là chương trình Phật Pháp Bát Thầm Mắt trên mạng Internet qua PowerTalk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con là nhà Việt. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Thì theo giáo đoạn biên soạn, bài 62, sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, phần 1, cảm thọ. Sư do thường tại chủ đặng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tâm bảo. Chúng con kính thỉnh thường tạo mình kính. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến minh hạnh túc thiền thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng cả. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử thế bậc diệu hạnh trực chánh, gồm bốn đôi tám vị đại lễ tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, hiện tượng bất mị sâu xa, hiện nghịch duyên trở đi. Nguyện loài chúng sanh người sinh hay người sợ, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được ký rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giáo Sư Thứ Lành Thầy. Chúng con kính tri ân thành phở minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 62. Sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, phần 1, cảm thọ. Chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng nhập bài học mở bức thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy Giáo, Bụt Thầy Giáo, Bụt Thầy Giáo, Bụt Thầy Giáo. Kính thưa đại chúng, tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong bài học trước đây chúng ta có đề cập đến sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức khi mà chúng ta đi sâu vào môn thắng pháp. Nhưng Phật giả là cũng là nói chung khi chúng ta học Phật pháp, dù là kinh tạng, là lục tạng hay thắng pháp tạng của Phật. Thì thưa quý vị, riêng ở trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu vào khía cạnh đầu tiên. Đó là nói về cảm thọ. Cảm thọ là một đề tài lớn. Nhưng mà đây cũng là một đề tài mà có rất là nhiều cái sự khó hiểu, lẫn lộn trên phương diện từ vựng, dù rằng từ vựng chữ Phạn, chữ Hán hay là chữ Việt chúng ta. Thật ra bài học ngày hôm nay thì ngoài cái việc mà đi vào cái khái niệm
mang cái tư cách là bài học, thì chúng ta cũng phải nhìn lại một số những cái cách sử dụng từ vựng Phật học ở trong tiếng Việt chữ Hán. Và chúng tôi cũng xin nói rằng thông thường khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn về ngữ nghĩa đó, thì chúng ta có thể phân về cái nguồn cội là tiếng Phạn để tìm thấy một cái chuẩn mực mà theo đó chúng ta làm sáng tỏ. Nhưng mà trong trường hợp này, khi mà chúng ta nói về thọ quẩn đó, thì cũng phải thưa là về phương diện tư vựng bằng tiếng Phạn, tiếng Pali đó, thì nó cũng rối rắm giống như là chữ Hán và chữ Việt. Bởi vì những cái tư vựng mà chuyên mục ở đây cũng dựa vào cách chung ta ở bên ngoài, và thế giới cảm xúc có lẽ là cái thế giới cảm thọ nó có là một thế giới rất là phức tạp, nên chỉ mặc dù Đức Phật ngày dạy rất là sáng sủa, nhưng mà chúng ta nhớ trong Trung Bộ có bài kinh Đa Thọ, ở trong bài kinh Đa Thọ này cũng lại cho chúng ta ít nhiều những cái chằng chịt rối rắm khi mà chúng ta đề cập đến cảm thọ. Bây giờ mời quý vị nghe phần đọc của bài học, sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Nam mô Bích Thầy, dạ sư thưa lành thầy, chúng con kính tri ân kính tỏ giác đẳng. Dạ bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn về hôm nay giáo trình thắng pháp, bài 62. Sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, phần 1, cảm thọ. Cảm thọ là một trong những lĩnh vực khó gì? Cảm thọ là một trong những lĩnh vực khó, dễ tạo nhiều ngộ nhận trong Phật học. Ngay cả từ vựng Phạn ngữ, Pali, Hán ngữ, Việt ngữ đều không đủ đa dạng để chuyên chở tất cả khái niệm về thọ, mà phải sử dụng một cách trùng lập, khiến cho người học rất dễ lẫn lộn. Người học cần hiểu rõ cái gì là và cái gì không là của thọ. Về mặt này, gần như không thể lấy từ vựng Phạn ngữ để làm chuẩn mực, mà phải nắm rất vững cái gì đang được nói hiểu nghĩa tinh xác. Trước hết, không nên hiểu thọ Vedana là phản ứng vui buồn đối với cảnh. Cảm thọ, nói theo ngôn ngữ hôm nay, là cảm biến của tâm thức khi tiếp xúc cảnh, phân biệt rõ cảm thọ đơn thuần là cảm giác như feeling trong Anh ngữ, chứ không phải là cảm xúc phản ứng đối với cảnh như emotion trong Anh ngữ. Phản ứng của cảm xúc theo Phật học là hành quẩn, trong lúc cảm thọ là thọ quẩn. Chữ dukkha thường dịch là khổ, mang rất nhiều ý nghĩa tùy theo phạm trù. Trong ý nghĩa rộng nhất, tất cả pháp hữu vi sankhara đều là khổ, bao gồm cả năm thọ khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Chẳng những thọ quẩn là khổ, mà năm quẩn đều khổ. Chữ khổ mang tính phổ quát, có nghĩa là cái gì bất toàn, bất toại, rỗng không. Chữ dukkha trong ba thọ bao gồm sở khổ của thân và khổ của tâm. Chữ dukkha trong năm thọ chỉ riêng cho khổ thân trong lúc khổ tâm gọi là thọ ưu, đồ manasa. Chữ sukha thường dịch là lạc hay hạnh phúc, cũng là một từ vựng phức tạp. Niết bàn là sukha tối thượng, nhưng không liên hệ gì tới cảm thọ. Sukha trong ba thọ chỉ cho trạng thái dễ chịu, khinh khoái của thân và tâm. Sukha trong năm thọ chỉ cho xúc lạc của thân. Chữ sukha trong năm chi thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc, định, không chỉ cho xúc lạc của thân, mà chỉ cho trạng thái gội nhuần hay hưởng cảnh, khác với hỷ là sự hân hoan. Chữ upekkha trong Phạn ngữ và thuật ngữ, xả đôi khi dịch là hành xả, là một từ vựng dễ tạo nên ngộ nhận. Upekkha có thể dịch là thản nhiên, như
sự bình trong cuộc sống hàng ngày, cũng có nghĩa là sự điềm đạm khi đã quá quen thuộc, thuần thục, mà cũng có nghĩa là quân bình không nghiêng nặng một bên. Phải hết sức cẩn thận khi đọc thuật ngữ này với sự nắm vững ngữ cảnh. Thắng pháp Abhidhamma chỉ nêu một thuộc tánh thọ, nhưng kỳ thật có năm thuộc tánh thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Thọ trong tâm cơ năng, những cặp thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức đều là thọ xả, dù là quả thiện hay bất thiện, vì tính cách muội lược của các giác quan này đối với cảnh là một giải thích quan trọng của thắng pháp mà người học cần biết. Riêng cặp thân thức thì có thọ khổ và thọ lạc vì sự tiếp xúc của thân khi xúc chạm. Tâm tiếp nhận chỉ có thọ xả, trong lúc tâm sát thì có thọ xả và thọ hỷ là một chi tiết thú vị khác. Trong ba tâm duy tác vô nhân thì tâm sinh tiếu thọ hỷ là điều tất nhiên. Thọ trong tâm bất thiện, tâm tham có hai thọ là thọ hỷ và thọ xả, trong khi tâm sân chỉ có thọ ưu, tâm si, thọ xả. Sự nêu rõ về thọ của tâm bất thiện cho thấy phân định rạch ròi của thắng pháp đối với tham, sân, si trên phương diện cảm thọ có phần khác với cái nhìn thường thức. Thí dụ, người ta nói một người quá mê đắm cái gì đó là si mê, nhưng thực tế đó là tâm tham mặc dù có thuộc tánh si. Thọ trong tâm dục giới tịnh hảo. Các tâm dục giới tịnh hảo là những thức tâm đa năng, chỉ có hai thọ là thọ hỷ và thọ xả. Có vài chi tiết rất lợi ích về thọ trong loại tâm này, như sự bi mẫn có thể sanh trong các tâm thọ xả, hay thọ xả trong tâm thiện dục giới tịnh hảo có thể kém cạnh so với tâm thọ hỷ trong sự tạo quả. Điều này khác biệt với những tâm thiền. Thọ trong các tâm thiền, các tâm sắc giới, vô sắc giới và siêu thế đều liệt kê theo năm thiền. Trong tâm thiền có hai thọ là thọ hỷ và xả. Ngũ thiền là thọ xả, trong khi các tâm thiền sơ, nhị, tam, tứ, thọ hỷ. Một điểm nên lưu ý là tất cả tâm tứ thiền nói về thiền chi thì đã bỏ chi hỷ, nhưng tính là thọ hỷ vì còn chi lạc. Ở đây có sự khác biệt giữa thọ hỷ và chi thiền hỷ mà người học cần lưu ý. Thọ đối với các thuộc tánh. Bảy thuộc tánh tự tha biến hành đi với cả năm thọ. Sáu thuộc tánh tự tha biệt cảnh, ngoại trừ thuộc tánh hỷ, chỉ đi với thọ hỷ. Ba thuộc tánh tầm, tứ, thắng giải, đi với cả năm thọ. Hai thuộc tánh cần, dục, chỉ có ba thọ là hỷ, ưu và xả. Nhóm si phần đi với ba thọ hỷ, ưu và xả. Nhóm tham phần đi với hai thọ hỷ là hỷ. Nhóm tham phần đi với hai thọ là hỷ và xả. Nhóm sân phần đi với một thọ là thọ ưu. Nhóm hôn phần đi với ba thọ hỷ, ưu và xả. Thuộc tánh nghi hoặc chỉ đi với thọ xả. Tất cả 25 thuộc tánh tịnh hảo chỉ đi với hai thọ, là thọ hỷ và thọ xả. Ngữ bằng nghĩa, từ ghép hỷ xả ghép chung thường dùng trong các chùa như thái độ bao dung, tha thứ, vốn không chuẩn xác theo Phật học. Hỷ là hòa vui với cái tốt của chúng sanh và xả là an nhiên không quá nặng một bên. Chi pháp của tứ vô lượng tâm nằm trong các thuộc tánh tịnh hảo thuộc hành quẩn chứ không phải là thọ quẩn. Không nên hiểu hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm theo cảm thọ. Riêng trong năm thọ thì thọ hỷ và thọ xả không bao giờ đồng xuất hiện trong một sát na tâm. Nên cẩn thận, lạc trong năm thọ, tức là sự thoải mái của thân, khác với lạc trong năm thiền chi.
Đây là một chi tiết cần lưu tâm vì dễ lẫn lộn. Minh họa, bản nêu chi pháp của Ngài Tịnh Sự đặc biệt vẽ các tâm và thuộc tánh theo màu tượng trưng cho cảm thọ. Xin mời quý đạo hữu vào trong mơ linh. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức đại lược. Bài học tiếp theo sẽ là sáu nhân. Chánh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thành tòa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học Bồ Tát nhé. Nó một thời gian. Kính bạch chư tôn đức, bạch chư quý Phật tử. Trong nền văn minh của con người thì một lĩnh vực mà nói lên rất nhiều về nền văn minh đó là ngôn ngữ. Ngôn ngữ có giàu có phong phú thì mới có thể chuyên chở được những ý tưởng, những sự việc, và nhất là những ý tưởng có cái chiều sâu. Các nhà ngôn ngữ học đều đồng ý một điều là có một cái hệ ngôn ngữ gọi là Indo-Europe language, chúng ta gọi là cái hệ ngôn ngữ Ấn Ông, mà trong đó tiếng Sanskrit hay là tiếng Phạn là một cái nguồn cội, một cái hệ ngôn ngữ rất lớn ở trên thế giới. Mặc dù khi Đức Thế Tôn Ngài ra đời ở tại châu thổ sông Hằng thì đã có nền văn minh cực thịnh về kinh tế, về chính trị, về triết học, tôn giáo và dĩ nhiên là về ngôn ngữ. Tam tạng kinh điển hay là Phật học mà chúng ta được biết ngày nay là một kho tàng mênh mông của tư tưởng và dụng ngữ. Những nhà phiên dịch tiền phong như Ngài Kumbhala Thập, Ngài An Thế Cao, Ngài Huyền Trang ở tại Trung Hoa đã làm giàu cái ngôn ngữ chữ Hán bằng rất nhiều những cái từ vựng được chuyển dịch từ tiếng Phạn. Và riêng môn Thất Pháp Vị Thâm, nếu mà quý Phật tử càng học và càng đầu sâu vào thì chúng ta thấy rằng đây là một môn học chứa đựng rất là nhiều từ vựng. Chúng ta bắt buộc phải là quen với những từ vựng rất là mới trong chữ Việt, Hán Việt và dĩ nhiên là tiếng Phạn. Chúng tôi phải đi một vòng như vậy là bởi vì phải nói với quý vị Phật tử rằng mặc dù Sanskrit, Pali nói chung là Phạn ngữ đó rất là phong phú về từ vựng, và có lẽ rất hiếm có ngôn ngữ nào mà về từ vựng liên quan đến tâm thức mà giàu có phong phú như là tiếng Phạn. Thế nhưng thưa quý vị, mặc dù phong phú như vậy nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng khi mà đụng đến cảm thọ, nói đến cảm thọ thì nó có những sự trùng lập. Sự trùng lập này á, nếu quý vị nào đã nghe và nghe kỹ bài học hôm nay, chúng ta cũng là quen với những gì đã được giảng đó, thì nó là mớ bồng bông, rất là rối và không có dễ dàng để một người mới học Phật Pháp
mà có cái phân biệt một cái tinh sắc, à, cái chữ xã ở đây nghĩa này, xã ở đây là nghĩa kia, rất khó, trừ khi vị giảng sư chịu khó đi vào chi tiết một chút. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta nói về khía cạnh đầu tiên ở trong sáu khía cạnh của tâm thức, đó là cảm thọ. Ngay chữ cảm thọ nó cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phân biệt. Cái lầm lẫn lớn nhất của người học Phật nghĩ rằng cảm thọ nó là một thứ cảm xúc. Cảm xúc là cái thái độ vui buồn đối với sự việc xảy ra. Thí dụ như là ngày hôm nay chúng ta mở cửa ra, trời bên ngoài nắng trong, hoa nở, thì chúng ta thấy trong lòng phơi phới, hân hoan, mùa xuân sắp trở về. Và cách đây chỉ có vài tuần thì thưa quý vị, ở đây là một cơn bão tuyết, trời lạnh lẽo, có những ngày mưa âm u. Chúng ta nhìn ra bầu trời thì thấy một màn trắng đục, và thân của chúng ta thì đang cảm thọ cái lạnh buốt. Thì thưa quý vị, cái vui, cái buồn, cái dễ chịu, khó chịu mà chúng ta biểu lộ qua lời nói hay là ngay cả trong lòng của chúng ta, cái đó đó ở trong tiếng Anh nó gọi là emotion. Và emotion chúng ta dịch là cảm xúc. Còn cảm thọ, vedana, thì người ta không dịch là emotion, là cảm xúc, mà dịch là cảm thọ, tức là feeling. Feeling. Cái feeling này đó là một cái trạng thái ghi nhận cảnh ở bên ngoài vào. Và cái sự cảm nhận đó, đó chúng tôi có nhiều lần lấy ví dụ quý vị là một cách dễ hiểu giống như là radar. Công việc của radar đó không phải là xử lý bắn những chiếc máy bay hay là những vật thể bay đến ở trên bầu trời, mà công việc radar đơn giản là ghi nhận có một cái vật thể lớn hoặc nhỏ ở cái tọa độ đó đang tiến gần hay là đang đi xa hơn, vân vân. Thì điều này đó nó tương tự như trong thế giới hiện nay, mà cái gần nhất mà chúng ta hiểu đó là cái touch screen của điện thoại thông minh, như là quý vị xài iPhone hay là Android đó, thì tất cả chúng ta đều phải xài cái màn hình gọi là màn hình cảm biến. Cái công việc của màn hình cảm biến đó là nó có cái phần sự ghi nhận những cái xúc chạm của ngón tay chúng ta. Và khi nào trời lạnh mình mang găng tay vào đó, mà mình mang găng tay như kỳ rồi trời lạnh quá, chúng tôi mang găng tay ra bên ngoài, có phần tử chắc mới xét xét được, thì chúng tôi phải đi vào trong cởi cái găng tay ra, bởi vì ở ngoài trời lạnh quá, mình lấy cái găng tay, mà mình, cái loại găng tay nó chỉ ấm, nhưng mà nó không khiến cho màn hình cảm nhận được là mình đang đụng chỗ nào. Thì cái màn hình touch screen đó nó giống như radar vậy. Công việc của nó là nhận, cảm nhận. Và cái cảm nhận này được người Tây Tạng đó, đôi khi người ta diễn tả như là một người mà bị tên bắn vào người. Tức là đây là sự cảm nhận, thọ nhận. Bởi vì người trong danh từ Hán Việt như là cảm thọ hay là cảm thụ, chúng ta gọi là thọ quẩn. Còn cái phản ứng gọi là xử lý để phản ứng á, ví dụ như là một cái cơ quan phòng vệ mà họ có radar để họ ghi nhận máy bay hay là tên lửa hành trình bắn tới đó, là cái radar chỉ làm công việc là ghi nhận, còn cái xử lý là bắn
bắn như thế nào đó. Đó là cái phản ứng, và cái phản ứng thuộc về hành quân. Về điểm này đó, thì cái chữ cảm thọ và cảm xúc, cảm thọ là feeling, và cảm xúc là emotion, nó rất là dễ khiến cho chúng ta lầm lẫn, tại vì nó nằm ở trong đường tơ cả tóc. Và về điểm này chúng tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần. Đó. Có năm thứ cảm thọ mà chúng ta được biết và đặc biệt đề cập đến trong bài học, đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Thì trên phương diện từ vựng á, thì thưa quý vị, chính Đức Phật, ở đây chúng ta không nói rằng bộ kinh này hay là bị giảng sư kia, giảng sư nọ, mà chính Đức Phật ở trong bài kinh Đa Thọ và trong nhiều bài kinh khác, mà qua lời dạy của Đức Phật hay là lời dạy của Tôn giả Xá Lợi Phất, thì thưa quý vị, thọ đó có khi tính là hai, có khi tính là ba, là hai, ví dụ như thọ thuộc về thế tục, thọ thuộc về sống phạm hạnh, là ba, đó là thọ khổ, thọ lạc, bất khổ, bất lạc. Khi tính là năm, là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Có khi tính là sáu, là ví dụ như là nhãn xúc sở thân thọ, nhĩ xúc sở thân thọ, tỷ xúc sở thân thọ, v.v. Rồi chúng ta nhân lên tới 108, rồi nhân cho ba thời, rồi nhân nội phần, ngoại phần thành 36, rồi ba thời quá khứ hiện tại bị lấy là 108 chứ. Dạ, có rất là nhiều cách nói, cách đề cập, cách chia sẻ về cảm thọ. Riêng trong bài học này, khi mà chúng ta nói về sáu cái khía cạnh quan trọng của tâm thức, thì thọ ở đây được đề cập đến năm thọ, đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Ở trong năm thọ này đó, thì thọ khổ, thọ lạc đó, và chúng ta nhớ nhé, chữ khổ và lạc ở đây đó là chỉ cho cái khó chịu và cái dễ chịu của thân, đơn giản là thân, nhớ như vậy. Và hỷ và ưu đó là cái dễ chịu và cái khó chịu của tâm. Và xả đó được áp cho trường hợp là không có mặc khổ, lạc, ưu, hỷ, bốn thọ. Chúng tôi lấy một ví dụ là hôm nay thời tiết ở tại Houston là khoảng chừng 70 độ. Cái nhiệt độ mà thoải mái của con người chúng ta bình thường đó, theo độ gọi là room temperature hay là comfortable temperature đó, mà chúng ta có là 22 độ C hay là 72 độ F. Yeah. Tức là 22 độ centigrade và 72 độ Fahrenheit. Đó là 72 độ. Nhưng mà khi 70 độ đó thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Chúng tôi phải nói rằng khi mà vào mùa xuân và mùa thu ở tại Houston, có những ngày mà nó khoảng chừng 65 đến 70 độ đó, thì nó mát, chúng ta dùng chữ mát. Nó không có vừa chừng như là 72 độ, nhưng mà 60, 65 cảm thấy rất là dễ chịu. Mặc một chiếc áo vừa, và đặc biệt chúng tôi tu mặc y đi vào trong chùa đó, thì cảm thấy người mình dễ chịu. Cái đó đó, cái dễ chịu đó, đó gọi là thọ lạc. Nhưng mà khi nào mà nó xuống còn khoảng 50 đến 60 thì phải mặc thêm áo. Thì nếu không mặc thêm áo cảm thấy lạnh buốt, hơi lạnh. Hoặc giả là lên tới 78, 79, 80 độ thì cảm thấy khó chịu. Cái đó là cái thọ khổ của thân. Thì như vậy là cái khổ và cái lạc ở đây đó, nó không có phải hẳn là bị người ta tra tấn hành hạ mới là khổ, hay là mình cảm thấy nằm ở cái chăn êm niềm ấm mới là lạc. Đơn giản là cái gì thuộc về thân mình mà nó dễ chịu và khó chịu. Cái dễ chịu và khó chịu đó được diễn tả trong Phạn ngữ, nó là cái danh từ mà rất là phiền cho chúng ta khi chúng ta học. Đó là chữ dukkha và chữ sukha. Và ở đây thọ khổ, dukkha vedana và thọ lạc, sukha vedana đó, được nói trong ý nghĩa hẹp nhất. Dạ, trong ý nghĩa hẹp nhất.
khi mà chúng ta định nghĩa dukkha là dukkha vedana thọ khổ và sukha vedana là thọ lạc, là hai cái cảm thọ liên quan đến thân. Và chúng tôi nói rằng ở đây trong trường hợp này thì chữ dukkha và sukha là hai cái từ vựng khổ và lạc đó, nó ở trong ý nghĩa hẹp nhất, nó chỉ riêng cái cảm thọ khó chịu và dễ chịu của thân mà thôi. Chúng tôi lấy ví dụ mà quý vị đã nghe trong bài học đó, chữ dukkha đó hẹp nhất đó, là chỉ cho cái khổ của thân, mà rộng nhất là chỉ cho cái sự bất toàn, bất toại, tức là sự không hoàn hảo và sự rỗng không của tất cả pháp hữu vi. Sabbe sankhara dukkha tít, tất cả pháp hữu vi đều là khổ. Thì cái khổ nó rộng, thưa quý vị, cái khổ bao gồm tất cả cảm thọ, và cái khổ nó không hẳn chỉ riêng thọ quẩn mà còn tưởng quẩn, hành quẩn, còn chỉ xúc khác cũng vậy, chỉ xúc khác là lạc. Chứ đừng nghĩ xúc khác là lạc, nhưng mà xúc khác chúng ta khi chúng ta gọi là hạnh phúc. Chúng ta nhớ là ngày xưa có lần sư trưởng rầy chúng tôi khi mà chúng tôi dùng cái chữ hạnh phúc, nó có lý do, bữa đó lý do, nhưng mà sau đó chúng tôi sư trưởng lại cười chúng tôi rất, và con hiểu rằng cái chữ xuất khá bây giờ là hạnh phúc thì nó có một chút hơi miễn cưỡng, nhưng mà bây giờ nó nhất ba năng băng xuất khăn, nhất ba là hạnh phúc tối thượng, mà bây giờ không dùng cho hạnh phúc thì không biết dùng chứ gì, rất là khó. Nói hồi Niết Bàn là một cái tịnh lạc tối thượng thì người ta nghe cũng đâu đó, nghe Niết Bàn là lạc tối thượng nghe đâu đó. Chứ tôi mới lấy ví dụ là có một thầy bên Bắc Tông á, thầy rất là ghét á, là nấu món ăn mà đặt trên mặn, dạ thí thể quay chai, thí thể chi chẳng hạn. Rồi thầy nói ở ông chùa là đặt lên món gì món chứ không được đặt trên mặn. Thì có một cô Phật tử cô nói rằng cái kẹt của con là con hãy nấu bò Huế chai, mà nói là bún Huế chai thì người ta không hiểu cái gì, phải nói bún bò Huế chai. Thành ra rốt cuộc thầy chấp nhận là không bún bò Huế chai thì được. Đôi khi nó khó, thứ rất là khó. Thì ở tại đây chỉ xúc khác, xúc khác chúng ta nói là hạnh phúc. Cái hạnh phúc của nó bao trùm rất là nhiều nghĩa. Như hồi nãy chúng tôi nói là Đức Phật nói Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng, Nibbanang Paramang Sukhang. Rồi sao chứ? Rồi chúng ta nói cái hạnh phúc đó, nó không nằm trong cảm thọ. Nhưng mà cái lạc, cái xuất khát đó, nó lại càng phiền nữa. Ở đây lạc đó, chúng tôi nói rằng trong cái ý nghĩa gọi là hẹp nhất, đó là sự dễ chịu của thân. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong chi thiền, ở trong chi thiền, mà khi mà mình nói là tầm, tứ, thì lạc và định đó, thì cái chữ lạc đó nó không phải là cái, không phải sự dễ chịu của thân đâu. Đại khái nó như vậy. Tâm á, được ví dụ như là sự hướng tâm. Tứ là áp sát. Thì tâm được ví dụ như con ong bay đến cái hoa. Và tứ giống như con ong thấy cái hoa rồi bay chung quanh cái hoa. Nhưng mà hỷ và lạc á, thì được ví dụ là hỷ là sự hân hoan, giống như là buồn ngủ gặp chiếu manh, hay người đang khát nước và thấy người ta đem một chai nước mát ra, mình thấy chai nước mát rồi mình thấy hạnh phúc rồi, cái đó gọi là vui mừng, là sự hân hoan, là hỷ. Nhưng mà cái hỷ đó rất là khác với cái trạng thái mà mình uống nước, đang khát nước và thấy chai nước là hân hoan là chuyện khác, mà được uống vào đã khát đó là chuyện khác. Thì cái sự hân hoan đầu tiên gọi là hỷ, và vào đã khác cái đó gọi là lạc. Ở đây chúng ta có gì, chúng ta dùng một cái chữ mà ở trong các chùa chiền và đất thông thường hay xài, gọi chữ gội nhừng, thấm nhừng, gội nhừng. Thì cái thấm nhừng, gội nhừng đó, tức là mình được thật sự tưới tẩm, thật sự là được thấm nhừng, thật sự là absorbing, và là mình hòa tan vào trong cái hạnh phúc đó. Nó tương tự như vậy là bây giờ một người đang làm việc lao động cực lực và bị người chủ trên đàn áp, bị người chủ ở trên là bóc lột, rồi tự nhiên mình di cư qua một nước khác đó, mình có được một công việc làm vừa có lương cao mà vừa được tôn trọng. Thì thưa quý vị, có hai
có hai cái trạng thái mà mình cảm nhận. Một á, là cái cảm nhận hân hoan, là bởi vì nó có một sự so sánh với cái cũ. Ồ, hồi trước mình ở chỗ đó mình làm việc á, vừa lương thấp mà vừa bị người ta khinh rẻ, bây giờ mình đến chỗ này đó thì hoàn toàn khác. Dạ. Nhưng mà khi mà mình làm ra có tiền rồi đi mua sắm ăn uống rồi hưởng thụ đồng tiền đó, nó là chuyện khác. Dạ. Cái sự hưởng thụ đồng tiền và cái cảm nhận sự khác biệt giữa trước kia bây giờ nó chẳng khác. Thì cái sự hân hoan đó nó là hỷ, và cái sự thấm nhuần hưởng thụ nó gọi là lạc. Thật ra trong 50 chi thiền tầm tứ hỷ lạc định, cái lạc nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Và cái chữ lạc mà trong chữ niết bàn là hạnh phúc tối thượng, niết bàn đang mang xuất khăn hạnh phúc khác. Còn cái chữ lạc ở đây xuất khăn vedana thọ lạc ở tại đây đó, thì nó là ý nghĩa rất là hẹp, đơn thuần là một cái cảm giác rất là dễ chịu của thật. Dạ. Như vậy là chúng ta nói trên hai cái thọ là thọ hỷ và thọ lạc. Ê, xin lỗi, thọ khổ và thọ lạc, tư thụ và thân. Hai cái thọ tiếp theo đó thì chúng ta nói đến là Somanasa và Dumanasa. Dạ. Cái này thì thật ra người ta cũng không có chữ nào dịch. Cái này cũng khổ thưa quý vị. Somanasa, cái chữ mà đúc khá và xuất khá dịch là thọ khổ thọ lạc thì nó cũng là sự miễn cưỡng, mà khi mà Somanasa Dumanasa dịch là thọ hỷ thọ ưu, nó cũng là một miễn cưỡng. Tại sao? Tại vì cái thọ hỷ tại đây chỉ cho cái sự hân hoan của tâm, nhưng mà thật sự đó nó không hẳn là buồn ngủ gặp chiếu manh là hân hoan. Mà ví dụ như là mình tự nhiên mình ăn một món rất là ngon, mình nghe bản nhạc rất là hay, thấy cảnh rất là đẹp, tinh thần của mình nó được rất là sung sướng, thì sự sung sướng của tâm là hỷ. Và cái Dumanasa nó là cái khổ của tâm, mà chữ ưu nó là lo lắng. Không nhất thiết là lo lắng. Chúng tôi chữ ưu ở đây là ưu bi. Chữ ưu ở đây đó, mà chúng ta nói là ở trong tiếng Việt Nam chúng ta có cái âm của chữ ưu là âu lo. Dạ, âu lo hay là ưu sầu. Thì chữ ưu của chúng ta nó có ý nghĩa là lo lắng, lo sợ đó. Thì cái chữ Dumanasa nó không hẳn là lo lắng. Dạ, nó là trạng thái khó chịu của tâm. Thì chúng ta nhớ như vậy là ở trong năm thọ đó thì Dukkha là cái khổ của thân, mà Dumanasa là khổ của tâm. Sukha Vedana là cái lạc, cái hạnh phúc của cái lạc của thân, và Somanasa là cái lạc của tâm. Đó. Dạ. thì như vậy cái chữ mà khổ lạc ưu hỷ, khổ lạc chỉ cho thọ khổ, thọ lạc chỉ cho thân, thọ ưu thọ hỷ chỉ cho tâm, đó là một cách dịch rất là thiên cưỡng, rất là chúng ta tạm gọi là dịch chưa có dịch, tại vì không thể dùng chữ nào khác, nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng nó không thực sự chính xác. Nó thực sự chính xác về phương diện ngôn ngữ. Và khi mà chúng ta nói khổ lạc ưu hỷ xả, khổ lạc ưu hỷ đó là cái hai cái, khổ lạc là thân và ưu hỷ là tâm. Bây giờ thì chúng ta nói qua cái xả. Chúng tôi trước khi nói qua xả thì chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử là quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, chị cảm ơn quý vị. Chỉ xả này nó còn phiền hơn là chỉ khổ lạc và ưu hỷ nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì cái chữ xả đó
nó có nhiều nghĩa trong Phật pháp lắm, mà nó rất là rối. Dạ, nó rất là rối. À, cái chữ xả mà trong cái ý nghĩa của thọ xả đó, thì ở trong trên từ Phạn ngữ mà dùng cho chính xác và tinh xác nhất đó, là Adukha Asukhaniya Vedana Thamma, tức là bất khổ bất lạc. Dạ, bất khổ bất lạc, tức là khi mà không có bốn cái thọ khổ lạc ưu hỷ, khi đó thì cảm thọ đó là cảm thọ xả. Dạ, Adukha Asukha Vedana. Chúng tôi nói trên từ này chính xác nhất á, và nó cũng là một điểm rất là thú vị, là khi chúng ta học Phật pháp á, chúng ta nghe những danh từ phủ định từ, mà có nhiều khi phủ định từ nó là chính xác, diễn tả cách gì nữa cũng không bằng cái danh từ phủ định từ. Ở đây là bất khổ bất lạc thọ, Adukha Sukha Vedana. Bây giờ thì chúng ta nói chuyện hơi lan man một chút. À, về những cách hiểu của chữ xả. Về điểm này thì chúng ta phải chịu khó để ý một chút là ở trong Anh ngữ đó, có nhiều khi chữ xả họ dịch là indifference. Indifferent tức là cái sự lãnh đạo, vô cảm, hoặc giả là không vui không buồn. Dạ, không vui không buồn, indifference. Có cũng vậy, không có cũng vậy, trời nắng cũng vậy, trời mưa cũng vậy. Ngày nào đó mà chúng ta chạy xe ra đường, ví dụ như mình chạy xe quen quá rồi thì dù là kẹt xe hay không kẹt xe thấy cũng vậy thôi. Hay là mình chạy xe mà quen rồi thì đèn xanh cũng vậy, đèn đỏ cũng vậy. Không có ai chạy xe lâu ngày mà gặp đèn xanh nó tự nhiên hớn hở lên, gặp đèn đỏ tự nhiên nổ bạo lên, không có. Đó, nó vậy đó. Dạ, nó vậy. Mình chạy xe thì gặp phải đèn xanh, đèn đỏ. Thì cái trạng thái này chúng ta gọi là indifference. Tức là thản nhiên, bình thản. À, đây là một trạng thái. Một cái trạng thái khác của thọ xả đó, đó là do cái sự thuần thục, thanh thạo mà ra. Đó. Ví dụ như lúc mà quý vị mới vào trong Pao Thoát á, có nhiều Phật tử á, mà Pao Thoát thích quá. Tại sao thích? Ồ, mình ngồi ở nhà, mình học Phật pháp được. Mình ngồi ở nhà mà mình có thể nghe pháp của Chư Tăng ở Mỹ, ở Việt Nam được. Mình ngồi ở nhà, tự nhiên buổi sáng có thể ngồi uống cà phê, có thể làm việc mà cũng thấy nghe pháp được, hạnh phúc quá. Thì có nhiều người mới vào thoát, thì cảm thấy có một chút vui. Nhưng mà mình nghe lâu rồi đó, thì không có nghĩa là mình lãnh đạm. Nghe lâu có nghĩa là mình lãnh cảm, lãnh cảm. Không có nghĩa là mình nghe lâu rồi đó mà mình chẳng thấy nó không có gì. Nhưng mà cái cảm giác mà hồi xưa sao bạn Tâm người ta có cái cụm từ vui lắm, người ta nói là hồ hởi phấn khởi á, thì cảm giác hồ hởi phấn khởi nó không còn ban đầu nữa, tại mình quen quá rồi. Cái người mà còn hăng hái, còn có vẻ là này cái kia thì thật sự là mới thôi. Nhưng mà khi mà lâu ngày á thì chúng ta giống như nghe câu chuyện của học sinh qua và chuyện nuôi gà vậy đó. Dạ, con gà mà khi mới đem về mà nghe tiếng gà khác gáy là đã muốn chiến đấu rồi, thì con gà nó chưa có thuần. Dạ, con gà thấy con gà khác còn muốn đánh đá là chưa có thuần, mà con gà khi nào thấy con gà khác mà vẫn diễn dưng thì gà nó thực sự có băng lạnh. Dạ, giống như mấy người mới học võ thì hay muốn thi thố
Nhưng mà khi một khi mà đã có bản ngã thực sự rồi thì người ta có nhiều khi người ta sẽ ẩn nhẫn cho qua chứ không cần phải suy si thôi. Thì cái này nó không phải là indifference, không phải sự lãnh cảm, mà nó là sự trưởng thành, nó là sự thuần thục, mà nó là một cái trạng thái mà đã đạt đến cái mức độ tinh luyện rồi. Nó không còn cái giai đoạn mà sơ cơ ban đầu rồi. Và ở tại đây nó cũng là ý nghĩa của chữ Upekkha. Upekkha, xả. Cái này khó, quý vị thấy không? Từ cái chỗ mà cái chữ mà lãnh đạm so với điềm đạm á, lãnh đạm với điềm đạm hai chữ nó khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta lại bị một cái chuyện mà ám ảnh ở bên ngoài, mà cái ám ảnh này nó cũng là do tăng ni, ám ảnh này do Phật tử mà ra, tức là chúng ta hiểu sai. Có một lần chúng tôi nghe một vị pháp sư cũng có tiếng, vị này ở Việt Nam cũng là có tiếng tầm lắm, cũng đương thời với Ngài Hậu Giác, và qua bên Mỹ mặc dù có một cái chút tranh luận, nhưng mà vị này vẫn còn có cái tiếng tâm trong là ăn nói mạnh mẽ lắm. Thì vị này trong một cái đại hội đó đã thao thao bất tuyệt nói rằng người Phật tử Việt Nam á thì đa phần là có rất nhiều từ bi nhưng mà thiếu hỷ xả. Thì khi vị này nói á, nói xong nhiều người vỗ tay lắm và nhiều người đồng cảm lắm. Nhưng cái ý vị này nói như vậy là từ bi á là thấy cái chuyện cần làm á thì hãy góp tay, thấy mọi người khổ thì hãy giúp đỡ, nhưng cái tâm mình á lại hay chấp, không có tha thứ, tức là không có rộng lượng, tâm lượng hẹp hòi. Thành ra vị này nói rằng người Phật tử Việt Nam đa số từ bi mà không có hy xả. Thì mà vị nói rất hùng hồn, Phật tử nghe hoan hỉ lắm, vỗ tay ở Mỹ. Thì thứ vị thật ra thì nó cũng có phần nào đó. Dạ, đó. Nó có phần nào đó. Thì cái chữ hỷ xả trong thường thức thì dùng là hỷ xả, nghĩa là bao dung, là tha thứ. Ví dụ như nói rằng kính bạch chư Tôn Đức, nếu con có làm điều gì lầm lỗi vì vô tình hay cố ý, xin các ngài hỷ xả cho chúng con chẳng hạn. Cái cách đó chúng ta nghe thường, nhưng mà thứ gì cái chữ hỷ xả mà xài chữ tha thứ nó chẳng liên quan gì đến từ bi hỷ xả. Mình nghe nói vậy cũng lạ. Ô, chữ hỷ xả là từ bi hỷ xả, mà cái hỷ xả kiểu đó nói là bao dung tha thứ, niệm tình tha thứ cho, thì cái đó nó không phải là chữ hỷ xả trong ở đây. Chúng tôi xin định nghĩa rõ lại, hỷ có nghĩa là mình hòa vui theo những điều tốt đẹp hạnh phúc của người khác, tức là người khác họ có cái gì thành công tốt đẹp mình không ganh tị, mình không có đố kỵ, mà mình hân hoan, mình vui, cái đó gọi là tâm hỷ. Và cái tâm xả, xả vô lượng tâm, dạ, xả vô lượng tâm, nó không phải là sự tha thứ, mà xả vô lượng tâm là một trạng thái quân bình, dạ, trạng thái quân bình, không có quá vui, không quá buồn. Đời sống chúng ta nói là có điều hòa, không để cái tâm của mình nó bị quá chi phối. Bởi vì sao vậy? Mình sống có hiểu biết, và cái hiểu biết ở đây là ví dụ Đức Phật dạy rằng mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Chúng tôi lấy một ví dụ như hồi nãy chúng tôi có đưa ra một cái hình ảnh đó, là một người mà lái xe thì biết rằng mình lái xe có khi mình ưu tiên, có khi không ưu tiên, có khi đường xe nó thông thoáng, có khi đường xe bị kẹt, có khi đèn xanh, có khi đèn đỏ. Và do vậy khi mà lái xe ra đường gặp đèn xanh đèn đỏ cũng không lấy đó là quá vui, không lấy là buồn. Cái thứ chúng ta gọi là equilibrium ở trong tiếng Anh, và trong tiếng Việt của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta gọi là cái tâm bình hòa, tâm ôn hòa, tâm quân bình, cái gì nó vừa chừng. Cái chữ xả trong đấy ở đây nó là một trạng thái thông quân bình, chừng mực, nó không có quá độ. Mà ở trong kinh có cái thí dụ như là mình
đánh mình hồi xưa người ta có xe thổ mộ á, xe ngựa mà sông mã đó, thì hai con ngựa nên nó đi ngang với nhau, không con nào trước con nào sau. Và bây giờ thì chúng ta lái xe có nhiều khi chiếc xe cái alignment nó không có, nó hơi chệch vào bên, thì chúng ta điều chỉnh trên đó ở giữa cái trạng thái đó gọi là UVK. Thì thực ra nếu chúng ta hiểu sai thì nó cũng không phải là điều đáng trách, tại vì căn bản là ở trong tiếng Phạn UVK và ở trong chữ Hán Việt là chữ xã thì đều là những cái thuật ngữ làm chúng ta bối rối hết. Trong tiếng Phạn cũng làm cho chúng ta bối rối, và trong tiếng Việt cũng làm chúng ta bối rối. Cái chữ xã đó, Upika mà là bất khổ bất lạc đó, cái xã đó nó rất là khác biệt với cái gọi là Upika ở trong thiền chi và ở trong năm chi thiền tâm tứ hỷ lạc định. Thì không có đề cập xã, nhưng mà khi mà đạt đến mức độ ngũ thiền ở trong Thắng Pháp hay là ngũ tứ thiền ở trong kinh tạng thì không còn tầm tứ hỷ lạc nữa. Mà khi không còn tầm tứ hỷ lạc thì một cái trạng thái thay vào đó là xã và định. Dạ, xã và định. Thì ở đây cái xã và định đó, nó lại chỉ xã đó nó hoàn toàn không có cái nghĩa mà chúng ta nói là thản nhiên hay là vô cảm hay lãnh đạm, nó không phải như vậy. Mà nó là một cái gì đạt đến mức độ mà rất là thuần thục. Dạ, đạt đến như hồi nãy chúng tôi nói quý vị là quý Phật tử mà vào Pho Thóc mới ban đầu nghe vào bông cho tới giờ rồi cảm thấy rất là hân hoan, nhưng mà nghe lâu rồi vẫn nghe, và nghe thì chăm chú nghe cái lời lạc, nhưng cái tâm mình nó không còn có cái hồ hởi phấn khởi hay là có cái hào hứng như ban đầu nữa. Dạ, thì cái đó nó không phải là một sự lui sụp, mà nó chỉ là cái gì nó quá thuần, nó quá quen thuộc. Dạ, về cái này thì chúng ta cũng phải phân biệt. Thành ra cái chữ xã đó một lần nữa nó lại là một chữ có vấn đề. Như vậy thì khi mà chúng tôi đề cập đến năm cái chữ gọi là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả đó, thì quý Phật tử sẽ thấy được rằng những cái chữ này đó, ngay cả ở trong năm thọ nó đã khác với ba thọ, ngay cả ở trong thọ nó khác với thiền chi, ngay trong thọ nó khác với bốn vô lượng tâm. Đừng bao giờ lầm lẫn cái chữ khổ và lạc ở đây mà đều áp dụng cho tất cả ý nghĩa Phật học. Bởi vì khổ và lạc ở trong Phật học đó, nó có rất nhiều phạm trù. Và khi mà chúng ta định nghĩa khổ, thọ lạc đó, là cảm thọ của thân đó, nó là định nghĩa hẹp nhất của chữ dukkha và chữ sukha. Và chữ dukkha và sukha, khổ và lạc đó, nó có thể mang ý nghĩa rộng nhất như là chúng ta nghe trong tứ đế. Dạ. Khi Đức Phật nói sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, vân vân, thì người nói tất cả pháp hữu vi đều là khổ, thì cái khổ nghĩa rộng lắm thưa quý vị. Nghĩa tất cả pháp hữu vi là khổ là nó bao gồm cả năm thọ, nó bao gồm cả năm quẩn luôn, chứ nó không hẳn chỉ là một thứ cảm thọ. Và chữ lạc, khi mà chúng ta nói chữ lạc có vẻ lạc mà nói trên niết bàn là lạc rất là rộng. Chỉ lạc mà nói về cái cảm thọ dễ chịu của thân, nó là ý nghĩa hẹp nhất. Và trong cái hẹp nhất và rộng nhất, cái ở khoảng giữa đó, thì chúng ta biết là nó cũng có, nó có rất nhiều thứ lớn kỉnh mà chúng ta phân biệt. Như hồi nãy chúng tôi có nói chữ hỷ và ưu. Chữ thọ ưu đó, ở đây không phải là lo. Ưu ở đây chỉ trạng thái khổ của tâm. Nó đối ngược với cái khổ của thân. Và chữ hỷ ở tại đây thì chúng ta cũng nên hiểu nghĩa rất là rộng. Thí dụ như là ở trong cái tứ thiền thì không còn hỷ nữa mà chỉ còn lạc và định. Tuy nhiên cái lạc đó nó vẫn tính là thọ hỷ, không còn hỷ nhưng mà vẫn còn lạc.
rắc rối như vậy. Chúng ta cố gắng phân biệt. Dạ, chúng ta hiểu rằng bài học ngày hôm nay thì thật ra lẽ ra nếu có thượng tọa tự siêu, chúng tôi và tọa tự siêu đọc được với nhau thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn là chúng tôi không biết nói hoài, nhưng mà vì hôm nay tọa tự siêu mệt không vào được. Quả thật thưa quý vị, khi mà chúng tôi soạn bài học này, chúng tôi định soạn dài hơn, nhưng mà chúng tôi cũng phân vân nhiều lần, tọa tự siêu đi xa về thì nghĩ rằng có lẽ cũng hơi vất vả, cho nên chúng tôi soạn ngắn lại. Và đồng thời giờ chót chúng tôi biết là thượng tọa tự siêu không vào giữ được. Chứ nếu mà chúng tôi biết thượng tọa tự siêu không vào giữ được thì có lẽ là chúng tôi sẽ giảng một bài trung bộ ở trong trung bộ kinh, và phần bài học thắng pháp sẽ dời vào ngày thứ năm tới. Tại vì đây là một đề tài mà nếu mà một vị giảng sư mà giảng nhiều quá, có đôi khi quý vị nghe cảm thấy càng nghe nó càng rối thêm và nó cũng có lợi. Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ tạm biệt. Dạ, chúng ta cứ tạm biệt. Bây giờ thì chúng tôi muốn nói đến một cái chuyện mà nó hơi khó hiểu một chút. Là nếu chúng tôi nói mà quý vị nào đã học về diệu pháp rồi, không khéo là quý vị sẽ phiền não. Nói sao mà sư nói nó không giống như các ngài nói. Là vì trong 52 thuộc tánh thì quý vị chỉ có một thuộc tánh là thọ, và thọ đó chính là thọ quẩn. Bây giờ thì chúng tôi nói quý vị rằng không phải chỉ có một thuộc tánh thọ mà có tới năm thuộc tánh thọ. Dạ. Đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Thì quý vị nghe cũng kỳ. Hồi trước giờ mình nghe tại sao thọ chỉ có một thuộc tánh thôi, bởi vì giờ năm thuộc tánh. Thì chúng tôi thưa như vậy là mặc dù mình nói thọ chỉ có một, nhưng mà đây là một cái thuộc tánh rất là đặc biệt. Thí dụ như cái thuộc tánh đó, thọ mà nó đi trong tâm sân đó, nó là thọ ưu. Thì cái thuộc tánh đó đó, cái cảm thọ thọ ưu á, thuộc tánh thọ ưu á, nó lại khác với cái thuộc tánh đi ở trong tâm tham thọ hỷ. Hay là cái thuộc tánh thọ mà ở trong tâm vi tí, sinh tiếu đó, nó là thuộc tánh thọ hỷ á, thì nó lại khác với cái thuộc tánh thọ xả của trong tâm nhãn thức chẳng hạn. Thì có khi như lời Đức Phật nói rằng nói một cũng được, nói hai cũng được, nói ba cũng được, nói bốn cũng được, nói năm cũng được, nói sáu cũng được, nó tùy theo. Thành ra khi mà chúng ta học á, thì tất cả tâm đều có bốn cái danh quẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng cái thọ mà chúng ta nói ở đây đó, trong một sát na tâm, ở trong một, nói trên danh từ, nói trên sự, trong một cái tâm hay trong một sát na tâm, thì nó chỉ có một ở trong năm thọ thôi. Dạ, hoặc là thọ khổ, hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ ưu, hoặc là thọ hỷ, hoặc là xả. Dạ, chúng ta nhớ như vậy. Thật ra đừng nói rằng có một thọ mà khi nó vào cái tâm này thì nó biến thành thọ này, nó vào tâm kia, không có. Dạ, đúng ra khi mà chúng ta nói về thuộc tánh thì chúng ta đụng tới thọ thì chúng ta nên mở hoặc đừng ở trong đó, nó tùy theo nó đi cái tâm. Có khi cái thọ này là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Và chứ tôi mong rằng khi nói điều đó thì quý Phật tử nghe kịp và có thể phân biệt được. Bây giờ thì thứ vì chúng ta sẽ đi vào trong từng phần của tâm và thuộc tánh. Chúng tôi không có chắc là hôm nay mình có đủ thì giờ, tại vì chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa thôi. Chúng tôi cố gắng để xong cái này, nhưng mà thật ra thì ở trong vài phút có lẽ là chúng tôi sẽ cùng thỉnh Chư Tăng có một câu thảo luận. Rồi sau cái câu thảo luận của Chư Tăng thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục. Hôm nay thầy có Thư Đạo Tự Quyền hiện nay ở trong room với Sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, trước nhất là chúng ta nói về những cái tâm gọi là tâm vô nhân. Chúng tôi nói là khi quý vị xài danh từ trong thắng pháp á, đôi khi cái ngôn ngữ nó nó phiền lắm. Nhưng mà chịu khó, khi chúng ta chỉ nhận ra tự nhiên cái chữ vô nhân mà trong người đời họ nói khác. Có gì một con người vô nhân, tức là con người ác độc, tàn ác, đó là vô nhân. Còn cái tâm vô nhân, chữ vô nhân trong thắng pháp là Ahetu.
Dạ, hệ thú tức là không có tham sân si, vô tham vô sân vô si. Dạ, không có sáu cái nhân đó. Và chữ hệ thú đó, nó là một chữ rất là quan trọng. Chữ nó cũng rắc rối không kém như là cái bài về thọ ngày hôm nay, khi mà chúng ta học vào trong ngày thứ năm tới đây này. Bây giờ hôm nay chúng ta nói Vedana cũng rắc rối, mà tại chữ hệ thú cũng rắc rối. Thứ gì, những cái tâm mà gọi là 18 tâm vô nhân này đó, thì chúng tôi có dùng một cái từ mà tương đối nó ít có bị giảng sư nào xài. Chúng tôi gọi là đó là tâm cơ năng hay là tâm làm việc máy móc. Khi mà tâm làm việc máy móc đó, thì nó không có mang tính cách là phải là thiện hay bất thiện. Thí dụ như là trong cái sinh hoạt cộng đồng, nó có nhiều phe nhóm, phe này phe kia, và mỗi một phe nhóm về họ có cái cơ sở riêng. Mà quý vị đi đến cơ sở của phe này nhóm kia đó, có những người như là gác cổng hay là những người quét dọn, thì không có nên xem những người quét dọn gác cổng đó là thuộc phe nào giúp nào, mặc dù họ làm việc cho tổ chức đó. Tại vì sao? Họ chỉ làm việc có tất cả máy móc, và làm việc cái mắt chúng ta gọi là cơ năng, làm việc đó máy móc. Thì nói như vậy đó, không có nghĩa là những tâm làm việc cơ năng mà nó lại không có quan trọng. Khi mà chúng ta học vào diễn trình tâm thức thì những tâm làm việc cơ năng này quan trọng lắm, quan trọng, đặc biệt quan trọng lắm. Và ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng quan trọng. Và đây là một điểm rất là thú vị khi mà chúng ta nói về cảm thọ đối với các tâm cơ năng. Thứ nhất là nói về ngũ song thức, tức là năm cái thông thường trong chúng ta gọi là ngũ quan, đó là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, hay là thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác. Thì trong năm cái giác quan này mà ở trong gọi là ngũ song thức đó, thì một cái giác quan mà tương đối rất là thô đó là thân thức. Thân thức á, nó phải là một sự đụng chạm, cọ sát đủ để chúng ta cảm nhận. Ví dụ như là mình nằm ở trên một chiếc giường nệm rất khác với mình nằm ở trên một cái chiếc chiếu. Tại vì sao vậy? Khi mình nằm ở trên chiếc chiếu, nó không êm ái như nằm trong giường nệm. Thì thứ gì? Cái sự tiếp xúc của cảnh xúc đối với thân nó rất thuộc. Thật ra trong trường hợp xúc giác thì nó có hai cảm thọ là thọ khổ và thọ lạc. Hai cái thọ đầu tiên trong tâm thọ mà chúng ta nói duy nhất trong 121 tâm chỉ có một tâm thọ khổ, đó tâm thân thức thọ khổ. Và duy nhất trong 121 tâm chỉ có một tâm thọ lạc, đó là tâm thân thức thọ lạc. Tức là nói về xúc giác. Thì cái khổ và lạc đây đó, chúng ta nên hiểu một cách rất là rộng. Dạ, rất rộng. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng sáng hôm nay tại Houston nhiệt độ ở bên ngoài là khoảng chừng và khoảng chừng 20 độ C và khoảng chừng 65 độ F. Và chúng tôi mở cửa bước ra bên ngoài với cái nhiệt độ đó, cảm thấy rất là cảm thấy dễ chịu. Thì cái sự dễ chịu đó, hay lạnh hơn một chút hoặc nóng hơn một chút, thì nó không có đủ để trong cái ngôn ngữ của chúng ta nói rằng đây là khổ, đây là lạc. Chúng tôi mới có hơi lạnh chút xíu cho nó đây thọ khổ, hay dễ chịu chút xíu nó đây thọ lạc, thì đây là lạc, thì quý vị nghe kỳ quá. Nhưng mà thật ra thì đối với cái thân của chúng ta đó, nó có cái cảm giác là dễ chịu hay là khó chịu, chúng ta gọi là thọ lạc và thọ khổ của thân. Chúng ta đừng có nhấn mạnh cái chuyện đó quá, đừng có cương điệu cái chữ khổ và lạc quá. Cái chữ này đơn giản chúng ta hiểu từ cái khổ lớn như là bị người ta đánh đập, cho đến cái sự dễ chịu thoải mái như là bước ra ngoài sân với cái nhiệt độ thoải mái. Và cái chuyện mà thoải mái hay không thoải mái, hay là bị đau nhức hay không đau nhức, cái khổ cái lạc đó, nó đều nằm ở trong cái thọ khổ của thân.
Thì như chúng ta nói rằng trong các thọ đó thì cái cảm thọ khổ thọ lạc của thân đó, nó thô, và trong các cái giác quan đó, thì cái xúc giác nó cũng thô. Trong các giác quan chúng ta thì xúc giác thấy bị mình nó thô lắm, thì rất là thô. Bây giờ chúng ta nói đến bốn giác quan là thị giác, thính giác, khứu giác và vị giác. Thấy, nghe, ngửi, nếm. Nếu chúng ta đọc vào trong Thắng Pháp thì đây là điểm rất là thú vị. Là thị giác có hai, là nhãn thức quả bất thiện và nhãn thức quả thiện. Tức là mắt thấy cảnh sắc xấu và mắt thấy cảnh sắc tốt. Vậy thì có cái thính giác có hai là tai nghe tiếng hay và tai nghe tiếng không hay, mũi ngửi mùi thơm và mũi ngửi mùi thối, lưỡi nếm vị ngon và lưỡi nếm vị không ngon. Thật ra khi mà mình nói thấy nghe ngửi nếm hay là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc á, thì thưa quý vị, nó mở ra cả một cái chân trời, và mở ra một cái chân trời rất rộng. Ví dụ như chúng ta nói về thị giác thì nghĩ đến âm nhạc. Khi chúng ta nói về vị giác, chúng ta nói về các món ăn. Tại sao ở tại đây, ở trong Thắng Pháp thì nhãn thức dù quả thiện hay quả bất thiện, nhĩ thức dù quả thiện hay quả bất thiện, tỷ thức dù quả thiện hay quả bất thiện, thiệt thức dù quả thiện hay quả bất thiện đều là thọ xả. Chúng ta nghe lạ phải không? Nhưng mà chúng tôi thưa như vậy thưa quý vị, cái vị nào mà quen với cái vị nào quen với cái máy chụp hình đó. Máy chụp hình bây giờ thì chúng ta ít có, chúng ta thường chụp hình bây giờ, ví dụ chúng ta chụp với iPhone hay là những cái phone mà xài hệ thống Android đó rất là tiến bộ. Chúng ta có thể chụp những tấm hình rất là đẹp mà mình không cần phải chuyên nghiệp. Nhưng mà ngày xưa khi mà chúng ta còn chụp cái máy ngày xưa, máy chụp ảnh hồi trước đó, là một cái máy chụp để tốt đó, thì chúng ta phải biết là cái máy nó có cái khẩu độ, tức là chúng ta nói cái aperture, rồi chúng ta nói cái shutter, tức là chúng ta nói là cái tốc độ chụp, dạ, cái shutter, chúng ta nói về cái cự ly, nói về cái khẩu độ, chúng ta nói về cái cảm biến, dạ, hệ thống cảm biến, thì nó có rất nhiều thứ, nhiều yếu tố để chúng ta điều, để khi chúng ta đưa máy chụp hình lên, làm sao cái tay cầm máy rất vững, không có rung, mình bấm làm sao mà ánh sáng nó lọt vào nó đủ, và để chúng ta có cái tấm hình tốt nhất dựa vào cái cự ly, dựa vào khẩu độ, dựa vào ánh sáng, dựa vào cảm biến, vân vân, nó có nhiều thứ. Thì ở trong tất cả những thứ đó đó, nó có một cái bộ phận là cái, dĩ nhiên ngoài ống kính cái lens đó, nó có bộ phận cảm biến. Cái bộ phận này đó nó ảnh hưởng bởi những thứ kia, nhưng mà nó đơn thuộc lắm. Thì bây giờ chúng ta chỉ nói về con mắt. Thì thứ vì cái tâm nhãn thức á, ở trong Phật Pháp á, thật ra nhãn thức á, nó chỉ là một cái sự ghi nhận có tính cách rất là nguyên sơ của cảnh sắc. Thí dụ như là nhìn một bức tranh, thì nhãn thức chỉ cho chúng ta biết rằng kích thước ngang như vậy, dọc như vậy, màu sáng tối, xanh vàng đỏ trắng, những cái dạng của ký hà học, giống như là tròn vuông, hình đa giác, vân vân, cái gì mà mắt con mắt mở ra, cái cảnh bên ngoài đưa vào con mắt á, và cái tâm ghi nhận những hình ảnh đó, nó rất là nguyên sơ, rất nguyên sơ. Còn khi mà chúng ta nhận định đó, ồ, đây là một bức tranh lập thể,
của Picasso, đây là bức tranh tả chân của Van Gogh, hay là đây là một cái bức tranh của Michelangelo, nghệ thuật như vậy vào đời nào, vân vân. Cái đó nó không có liên quan đến nhận thức. Dạ, nó có liên quan đến nhận thức. Nó chỉ đơn thuần là một cái kho tàng kiến thức. Đó, đơn thuần là cái phẩm vị nghệ thuật. Nó đơn thuần là cách chúng ta thưởng thức một bức tranh. Còn cái việc làm của nhận thức á, thì nó rất là nguyên sơ bắt đầu. Dạ, chúng tôi nguyên sơ ở đâu? Nó không có cái chuyện mà tức là trước khi mà chúng ta lượng định bức tranh của họa sĩ nào, theo trường phái nào, và bức tranh này có những cái đặc điểm nào đáng để thưởng thức, vân vân, thì nó có liên quan đến nhận thức. Không liên quan, nó chỉ đơn thuần đó là thấy, ghi nhận hình ảnh sáng tối buông tròn dài ngắn. Thì xin quý vị, đây là điểm rất là tế nhị. Tại vì ngay ở trong cái điểm nguyên sơ đó đó, thì Thắng Pháp dạy rằng nó đã có một cái sự chiêu cảm của nghiệp quá khứ, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc hay hoặc dở, hoặc thích hợp hay không thích hợp. Ví dụ như là bây giờ ở trong một công ty, chúng tôi hay thường thí dụ một công ty để chỉ cho sự trạng một cái hoạt động của tâm thức. Một cái người khách đến một cách dễ thương hay cách khó thương thì nó được cảm nhận ngay từ cái người gác cổng, từ cái người receptionist ở tại cái bàn để tiếp tân. Nhưng mà cái dễ thương với khó thương của người khách được cảm nhận bởi người gác cổng, bởi cái người tiếp tân đó, nó không có lớn chuyện như là khi được đưa vào một cái nhân viên xử lý, như là một vị giám đốc hay là một cái người salesman, bấm bấm, nó là chuyện khác. Trong trong sứ giải có đôi khi dùng một cái ví dụ, mà ví dụ này được áp dụng nhiều trường hợp, nói về cảm thọ chẳng hạn, nhưng mà ở đây chúng tạm nói dùng cái ví dụ này thay cho để cho ngũ sung thức. Là một vị vua ở trong nhà bếp, vị vua gọi là nhà trù, những vị ngự trù, tức nhà bếp, đầu bếp của nhà vua, những vị ngự trù này nấu thức ăn hàng ngày cho vua. Nhưng mà trước khi được dọn lên bàn để cho nhà vua thưởng thức á, thì nó phải qua một cái người mà chúng ta gọi là taster, tức là cái người nếm. Người nếm này có nhiều cái phận hành. Một là nếm có độc hay không, hai là nếm có vừa miệng hay không. Nấu thức ăn lên mà không có vừa miệng dâng lên vua là cái điểm chém đầu. Và cái người này rất là quan trọng nếm. Nhưng cái người nếm này chỉ vừa biết cái món đó là không có độc và được nếm lên được, nhưng mà không có nghĩa là người này thưởng thức được cái món. Cái người thưởng thức cái món phải là bị vua. Thì đó có những cái công đoạn như vậy. Thì bây giờ khi mà chúng ta đề cập đến năm cái giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đó, thì chúng tôi nói lại là xúc giác đó nó hơi thô. Thật ra nó có hai cái cảm thọ, hoặc là thọ cổ, hoặc là thọ lạc. Nhưng mà bốn cái giác quan đầu tiên là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thì rất là nguyên sơ, nó chưa xử lý. Thật ra nó chỉ đạt đến mức độ thọ xả thôi. Khi chúng ta học vào những tâm thức, chúng ta sẽ thấy được. Quý vị Phật tử quan hệ, chờ chúng tôi một chút nha. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về những tâm cơ năng. Bạch Thượng Tọa Tự Quyền, không biết Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tự Quyền có ở trước máy, Thượng Tọa Hoan Hỷ tiếp lời cho khoảng chừng 10 phút. Có việc chút xíu. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng tôi có việc cần chút.
Xin hỏi trường tòa, thưa quyền, trường tòa có trước máy và nghe được không? Dạ, thấy trường tòa tiên quyền xa thú. Trường tòa có nghĩ giúp cho nó khoảng 10 phút sẽ trở lại để tiếp tục bài học từ hôm nay. Thưa quyền, trường tòa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, với giờ thôi thì chúng tôi nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, sa thủ. Chúng con thành kính minh lễ đến Đức Phật, Đức Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng. Minh Tọa Minh Hành để đến Tự Tri, Sư Minh Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Nếu mà nói về cái cảm thọ, chúng ta không có thể nói chỉ là nó chỉ là cảm thọ, ô cảm thọ, hỷ cảm thọ, xả cảm thọ, lạc vân vân, chỉ là một cảm thọ bình thường. Nó chính là một cái pháp tu, chính là một cái giá, chính là một pháp tu mà lấy thiên qua cái cảm thọ để tu. Cũng như là như trong bài kinh, chẳng hạn nhiều bài kinh như kinh Đa Thọ vân vân, thì bài kinh Đa Thọ và nhiều các cái bài kinh khác đều có liên quan đến thọ. Nói đến đây để chúng ta mới thấy rằng rất là quan trọng. Từ cái thọ này mới nó sanh ra cái vừa lòng hay không vừa lòng, cái khó chịu hay là cái dễ chịu. Chúng ta nhớ như vậy. Chính cái cảm thọ này, cái mà chúng ta buồn, cái chúng vui, cái chúng ta vừa lòng hay không vừa lòng, cái chúng ta bị những cái ngoại cảnh, cái nội cảnh mà tác động tới chính chúng ta, làm cho chúng ta nói rằng tâm của chúng ta, tâm của chúng ta nó buồn hay nó vui hay là bình thường đều là một vai trò cảm thọ trong trong tiến trình tử sinh của tất cả. Và đời sống bình nhật cũng như thế, rồi tâm tử cũng như thế, tâm thái tục cũng như thế. Nó đi một quá trình hết sức là lớn lao, mà đôi khi chúng ta không biết nhìn. Bởi vì xúc sinh cảm thọ biết mùi, biết hương. Thì ở đây cái biết mùi, biết hương nó ở một cách diễn hóa, nhưng được nó một cách lớn hơn. Nó làm cho chúng ta đầy đủ tất cả các cảm xúc. Mà khi chúng ta có cảm xúc đó thì là chính là cái sự cảm, cái sự thọ nhận. Cái cảm xúc đó chính là thọ. Đón đầu cái cảm xúc đó chính là thọ, và chính là thọ hay là cảm thọ. Cho nên cái vai trò cảm thọ trong đời sống của con người là một giá trị tuyệt đối. Cũng như trong quá trình tu tập, nó lại càng là một cái mệnh đề hay là một cái hệ số mà chúng ta cần phải nắm bắt, cần phải kiểm soát cái cảm thọ của mình. Hay là cần cảm nói theo đời thì kêu là phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình, thì mình sẽ vượt qua được tất cả. Còn nếu như không biết cái cảm xúc của mình, hay là chúng ta nói theo đạo, tức là đừng có để cảm thọ của mình nó quá nặng nề trong cái vui, trong cái buồn, trong cái thọ u, thọ xả, thọ hỷ, thọ lạc, vân vân. Tất cả chúng ta không thể buông trôi cái cảm xúc, cũng vậy chúng ta không thể buông trôi cảm thọ. Chúng ta nhớ hay gì đó, không buông trôi cảm xúc, để cho muốn đi về đâu thì đi, muốn làm gì làm, mà chúng ta không có sự kiểm soát. Thì cũng như thế, chúng ta phải kiểm soát, biết kiểm soát thọ. Mà đó chính là trong chúng ta thấy, dù cho là cuộc sống hay là tu tập, mà xuyên qua đó chính là thọ quán niệm xứ. Chúng ta thấy chưa?
Một thể tài rất là quan trọng. Chính Đức Phật Ngài đã nêu bật cái quan đề điểm này trong cái việc tu tập. Chúng ta biết cảm xúc, chúng ta biết kiểm soát cảm xúc, hay chúng ta biết kiểm soát cảm thọ? Những gì mà vui quá là cũng không tốt, mà những gì buồn quá cũng không được. Cho nên chính là Maccima Patipada, quân bình cái cảm thọ hay là cái giá trị trung đạo của nó, đừng có quá. Đừng có quá đưa một cái hệ lụy nghiêng về một cái nặng nề. Mà cũng không thể nào mà chúng ta cũng cảm thọ xả một cách tức là thọ xả một cách tức là quá nặng nề. Ở đây nó quá nặng nề tức là chúng ta hoàn toàn tức là cái trạng thái mà quân bình lại, nó lại khác hơn là một cái cảm thọ xả. Rồi chúng ta cái gì chúng ta cũng nêu bật cái xả, thì cái điều đó nó cũng nhiều khi nó cũng là một vấn đề. Nó mang tính có một giá trị thụ động hay có một giá trị tức là bất lợi cho chính mình. Cái gì mình cũng mọi hoãn mọi việc, chúng ta giữ một cái trạng thái tâm nó quân bình, nó không động không sầu, là một trạng thái rất là lớn. Chứ còn cái động cái sầu chúng ta biết kiểm soát nó vừa phải, đó là một quá trình hết sức tốt. Cái mà cái tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, đó là cái tâm mà được thanh tịnh, cái tâm mà được vắng lặng rồi. Cái tâm đó là chính cái tâm chuyên tu mà nó trở thành vững chắc, hay là tâm của các bậc thánh hay chưa thành thánh, thì ở đó tâm người ta cũng thường xuyên có sự kiểm soát, thường xuyên có một cái sự dạy dỗ nó, cái sự huấn luyện nó, thì có thể khi xúc chạm việc đời tâm nó ít động ít sầu, có thể một phần tự tại, có thể một phần tự tại, và từ chỗ đó ít vô nhiễm hơn, thì sẽ phúc lành cao thượng. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta thấy, vì vậy cho nên cái vai trò cảm thọ trong cái đời sống của mỗi kiếp con người nó là như thế. Từ khi sinh ra cho tới khi chết, cho đến khi tái tục, tử và tái tục, nó là một cái cảm thọ này nó đi suốt theo ta. Từ quá khứ cho tới hiện tại này và cả tương lai trong quá trình sinh tử. Bởi vì tâm nào nó cũng sẽ có thọ hết. Chúng ta nhớ như vậy, phối hợp tất cả tâm. Cho nên phải nói rằng, nếu yếu tố của thọ thì nó đã bao trùm, nó đã bao trùm và là một thể tài lớn, là một vấn đề mà chúng ta không dễ dàng, chúng ta có một cái sự chắc chắn, có một cái sự xem thường được. Nó là một cái quá trình tu tập để chúng ta biết được, chúng ta kiểm soát được. Đó cũng là một cái quá trình tu tập về để biết được cái sự diễn tiến, cái vai trò của cảm thọ nó đặc biệt, nó quan trọng như thế nào trong cái đời sống của chúng ta. Thì dù cho cái đời sống tu hay không tu cũng là như thế. Cho nên vì vậy đây là một điều hết sức là quan trọng. Cho nên tất cả chúng ta sống ở trong cuộc đời này, biết kiểm soát cảm xúc, biết kiểm soát cảm thọ, thì đây là một cái điều mà chúng ta xem như chúng ta cũng đã đang tu tập đó, và tu tập hết sức là căn bản, hết sức là đúng đắn, hết sức là tốt đẹp. Và con kính lễ sư phụ từ sư mới Quang Lâm Bồ Tát, và cũng có đôi điều để nói, để trong thời gian từ thời gian đẳng có sự vắng mặt, bây giờ thấy sư phụ có mặt, tỉnh tỉnh sư phụ bài một cái ý nghĩa cảm thọ nó xuyên qua lý kinh và lý của vi diệu pháp mà nêu lên bậc sáu khía cạnh
quan trọng của thọ trong cái bàn hôm nay. Tôi kính cung kính thượng tọa, thưa sư phụ. Nam mô Bổn Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sư Thầy Nhất. Sa thú, kính trình thượng tọa Thế Quyền. Rất là cảm kích là thượng tọa Thế Siêu đi xa về, thân không có khỏe lắm nhưng mà cũng cố gắng vào đi. Bạch thượng tọa Thế Siêu, xin thỉnh thượng tọa giảng cho một điều vật. Cũng không chắc là ngày hôm nay chúng ta có thể đi hết bài học này, thì bài học cũng dài. Chúng ta chỉ mới nói về một số các tâm cơ năng thọ và một số các cơ năng ở trong đó đó. Thì chúng ta nói về ngũ sùng thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Thân thức thì thọ khổ, thọ lạc thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức đó, đều là thọ xã và được xem như là biết cảnh một cách rất là nguyên sơ. Nhưng mà tại sao trong cái nguyên sơ đó thì nguyên sơ thì đi với thọ xã là đúng rồi, nhưng mà lại có thể phân biệt được quả thiện và quả bất thiện. Quả thiện và quả bất thiện nó rất là khác với nhau. Ví dụ con mắt thấy cảnh sắc thì quả thiện và bất thiện, tai nghe tiếng hay hay dở, mũi nếm mùi thối không thối, như vậy thì cái này á, nó dựa trên cái sự thích hợp đối với các căn của chúng ta, đúng không? Giống như là cái cảnh đó, cảnh sắc tinh khí bị đó, nó hợp với nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, hay là không thích hợp với nhãn căn, tỷ căn, thiệt căn, vân vân. Thí dụ bị cay chẳng hạn, thì xin thượng tọa khoan hỷ cho biết rằng cái gì để tạo nên, để phân biệt được là đó là cảnh của quả thiện hay cảnh quả bất thiện đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt. Xin cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ tăng chúng, kính bạch thượng tôn đức, kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin lỗi hôm nay vào rung trễ. Lẽ ra cái ngày học thắng pháp chúng tôi sẽ không sớm để cùng với thượng tọa đẳng chia sẻ về học, nhưng vì hôm nay ngồi xe 5-6 tiếng đồng hồ vận về nên chúng tôi hơi thấm mệt. Sau khi nghỉ ngơi chút thì chúng tôi mới vào rung được. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở trong ngũ sùng thức chúng ta khoan nói đến thần, thì thân thức phân biệt quả thiện hay quả bất thiện thì y cứ vào cái cảm thọ khổ hay lạc. Cái đó thì hiển nhiên chúng ta dễ nhận ra rồi. Như vậy thì còn bốn cặp thức khác, đôi nhận thức, đôi nhĩ thức, đôi tỷ thức, đôi thiệt thức, làm sao để phân biệt được cái nào là quả thiện, cái nào là quả bất thiện? Ở đây kính thưa quý vị, đối với bốn cặp thức này chúng ta không thể đánh giá cái tính
tốt hay xấu, cảnh tốt hay cảnh xấu của nó qua cái cảm thọ được. Vì tất cả đều là thọ xả hết. Dù cảnh tốt cũng thọ xả, dù cảnh xấu cũng thọ xả. Thế thì chúng ta chỉ phân biệt được thấy cảnh sắc như vậy thì nhận thức đó là quả thiện, như vậy là quả bất thiện, vân vân. Tức là chúng ta y cứ vào chính bản thân hay là nói một cách khác là y cứ vào cái tâm động lực. Tạm thời chúng ta y cứ vào cái tâm động lực, bởi vì khi mà cảnh vừa lòng thì cái tâm động lực đó sẽ là cái tâm, có thể là tâm tham, mà cảnh không vừa lòng là tâm sân. Chúng ta nói như vậy đó, nó cũng chưa phải là xác đáng lắm, là bởi vì ngoài cái động lực tham, động lực sân ra, cái tâm động lực cho quên nó chích tá này còn là tâm si, tức là tâm si quần nghi được siêu phóng vật. Rồi ngoài cái động lực bất thiện ra đó, thì cảnh pháp, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh được, cảnh xúc, nó còn là cái động lực thiện. Một người mà tu tập thiền quán, khi họ thấy, họ nghe, họ ngửi, họ nếm, dù cảnh tốt hay cảnh xấu, họ cũng sống, họ cũng trốn vào trong cái chánh niệm, vì để quán thấy là vô thường, khổ, vô ngã. Hoặc là cái động lực tốt của vị A-la-hán, vị A-la-hán dầu cho cảnh sắc tốt hay cảnh sắc xấu, cảnh thinh tốt hay thinh xấu, tiếng hay, tiếng dở, mùi hay, mùi dở, vị ngon, vị dở, thì cái tâm động lực của vị A-la-hán vẫn là cái trạng thái an trú niệm. Một vị A-la-hán thấy nghe ngửi đếm thì ngài cũng an trú niệm thôi. Cho nên cái chỗ mà chúng tôi nói là y cứ vào cái động lực tham sân đó, là chúng tôi nói một cái trường hợp rất thô thiển đối với phàm phu. Còn khi mà bằng tâm thiện là do cái sự nỗ lực khéo tác ý, thật ra chúng ta cũng khó nói rằng cái thấy đó nó thuộc về nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiện thức, quả thiện hay là quả bất thiện. Bởi vì do sự cố gắng, do tinh tấn khéo tác ý mà trú ở trong tâm thiện. Còn như đối với một vị A-la-hán ấy, thì khi thấy nghe ngửi đến thì tâm tố khởi lên, không phải là bằng cái sự cố gắng mà
cái tính chất tự nhiên của một bậc đoạn lậu là an trú niệm với cái tâm kriya chích tác, với cái tâm duy tác, tâm tốt. Thì bây giờ trở lại vấn đề đó, là cái trường hợp quả thiện hay quả bất thiện đó, chúng ta cứ y cứ vào hai cái trạng thái cảm thọ hỷ xả của tâm tham, động lực tham, hoặc là ưu của động lực sân, mà chúng ta nói chuyện, tạm thời lấy đó để mà chúng ta nói chuyện. Chứ chúng ta đừng có lấy cái gì, cái những trạng thái động lực khác như chúng tôi đã nói, thì nó sẽ có cái sự nhầm. Cũng giống như khi người ta muốn biết cái chuyện đó xảy ra ở nhà để như thế nào, người ta không có hỏi chuyện người lớn, vì người lớn có đôi khi họ khai không thật, họ nói không thật, họ có thể họ bóp méo cái sự thật hoặc là tô đậm thêm. Thế thì bây giờ họ chỉ gặn hỏi đứa bé là có thể biết cỡ khoảng chừng 60-70% cái sự thật của câu chuyện. Bị gì? Đứa bé nó non nớt, cái tư tưởng nó không biết thiêu dệt, có cái gì thì nói cái đó. Thậm chí cái chuyện đó nếu mà đúng sự thật là có hại đến cha cái mẹ nữa, nhưng mà đứa bé thì nó rất là ngờ ngợt, rất là vô tư để nó nói. Thì bây giờ quý vị, chúng ta y cứ vào cái tâm thật sự là phàm phu, khi mà đối chiếu với cảnh, thì hễ mà cảnh tốt thì thường là tâm tham thanh sinh khởi, thọ hỷ thọ xả, hoặc là cảnh xấu thì thường là tâm thọ ưu sinh khởi. Cái sự khó chịu hay là cái sự nhàm chán đối với cảnh đó, cái sự ghét bỏ đối với cảnh đó. Cho nên ở đây là cái điểm thứ nhất mà chúng ta có thể trình bày là cái dấu vết để chúng ta phân biệt được quả thiện hay quả bất thiện đối với bốn thức. Còn khi trường hợp thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, thưa quý vị, chúng ta khỏi mất công để tìm cái dấu vết của quả thiện hay bất thiện, bởi vì trường hợp này ở trong Thắng Pháp Tạm Quy Luận ở Phatamattasagaha có trình bày là rất khó để phân biệt được như thế nào, là bởi vì ở đây nó còn tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố khách quan khác, như là đối với cái yếu tố về thời tiết, hay là yếu tố về sự đánh giá của phần đông, hoặc là yếu tố về tâm lý, đạo đức, v.v. Nó khác nhau. Thế nào là thời tiết? Thí dụ như thời tiết hay là cái dữ kiện tâm lý,
lúc mà người đó mà họ thấy cảnh sắc hay là nghe tiếng, trong lúc mà họ đang mang cái tâm trạng thoải mái hay là tâm trạng bực bội khó chịu, thì lúc đó họ sẽ nhận cái cảnh, dầu cho cảnh tốt họ cũng cảm thấy bực bội. Thì đó là ảnh hưởng về cái vấn đề tâm lý. Bởi vì người ta nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đó, Nguyễn Du nói như vậy. Hoặc là thí dụ như trường hợp vào cái thời tiết lạnh thì cái sự nóng của lửa của một lò sưởi nó trở thành cái cảnh tốt, không, bởi vì nó tạo ra cái sự ấm áp cho con người. Nhưng mà cũng cái nóng của lửa lò sưởi, nhưng mà vào cái thời tiết mùa hè oi bức thì bắt phải ngồi ở gần cái đống lửa, thì đó là cảnh xấu, tức là nó khó chịu, nó bực bội. Đó là ảnh hưởng thời tiết. Hoặc là do phần đông, thí dụ như màu sắc hay là cái đẹp, cái kiểu dáng, cái tính mỹ thuật của cái vật thể đó mà con người thấy, hay của âm thanh đó của người nghe, thì nếu như là phần đông họ nhận xét, phần đông thiên hạ họ cho rằng cái này là xấu là đẹp, cái này là hay là dở, cái này là ngon không ngon, thì phần đông họ nói thì chúng ta cứ y cứ vào cái phần đông đó mà cho biết rằng cái đó là cảnh tốt hay cảnh xấu, quả thiện hay quả bất thiện. Còn y cứ vào cái nó còn một phần ảnh hưởng cái tâm lý đạo đức nữa. Thí dụ như một cái cảnh sắc rất là bắt mắt, rất là đẹp, nhưng mà đối với một người đang tu tập, họ đang thu thúc về nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thị căn, vân vân, thì lúc bây giờ là cái đó dầu cho là đẹp, là tốt, hay là xấu, là không ngon đi nữa, nhưng mà đối với người mà đang thu thúc như vậy thì họ luôn kềm chế được. Họ không chấp nhận, không thích. Một người mà đang tu thiền cái âm thanh của tiếng ca hát, tiếng nhạc thì sẽ là cái gai nhọn của họ, cái sự ồn ào là gai nhọn của thiền định. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, đối với một vị tu thiền thì cái cảnh sắc tốt hay là âm thanh tốt vân vân, mà đối với vị đó là vô ích, vô nghĩa. Thì không vì cái chỗ đó mà chúng ta cho rằng là vị đó nhãn thức hay nhĩ thức quả bất thiện, bởi vì cái đó nó còn phải tùy thuộc vào phần đó. Đi hỏi người khác, người ta nói cái bản nhạc là rất là hay,
họ đang ngồi thưởng thức, phần đông là họ đang ngồi thưởng thức. Nhưng với một cái vị mà có tu tập đó, lúc bây giờ họ ngồi họ chán ngán, thì trong trường hợp đó là phải yêu hướng vào phần đông, mà cho là cảnh tốt hay cảnh xấu, để từ chỗ đó chúng ta mới đánh giá được, chúng ta mới nhận ra được cái này là quả thiện hay quả bất thiện. Cho nên cái đó cũng khó nói lắm, thưa quý vị. Không thể nào mà chúng ta y cứ vào cái gì, chúng ta dựa vào cái gì để chúng ta phân biệt được là quả thiện hay quả bất thiện. Cái này đó thì nó còn theo cái tính chất nguyên sơ của nó. Hễ mà đối với một người chưa được tâm, chưa được giải thoát á, thì sâu thẳm tận cùng là cái cảnh đó là cái cảnh bất lạc. Đối với họ thì cái đó là cái tâm nó thuộc về quả bất thiện. Còn nếu như tận cùng sâu thẳm của một người chưa được giải thoát, khi cái cảnh đó nó vẫn có một cái cảm giác tốt đẹp, mà phần đông họ nhìn vào, họ đánh giá, họ nói rằng người này có pháp, được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm hạnh phúc. Mặc dù chính bản thân của người đó là do cái sự tu tập viễn ly, người đó không thích, nhưng mà không phải vì cái không thích của họ mà cho rằng là quả bất thiện, mà phần lớn nhìn vào và người ta cho rằng là một người thấy như vậy, nghe như vậy, ngửi như vậy, nếm như vậy là hạnh phúc, là an lạc. Thì cái đó, khi người đó, khi nhận thức, ý thức, tỉ thức, thiện thức của người đó khởi lên đối với cảnh này thì vẫn là quả thiện, mặc dù đến lúc mà cái tâm động lực của người đó do cái sự khéo tác ý tu tập thì nó sẽ có mang cái tính chất thiện hay là chánh niệm tỉnh giác, để trường hợp đó khác đi. Cho nên ở đây thưa quý vị, cái điều này chúng ta cũng khó phân biệt được, khó nói được. Tôi trình bày ra nhiều như vậy đó là để chúng ta là những người, nếu mà chúng ta là những người có trí tuệ để học pháp, thì lúc đó chúng ta tự mình có thể kiểm chứng và chúng ta có thể nhận hiểu ra. Bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Thưa tọa thầy siêu, thật ra đề tài này thượng tọa đã giảng nhiều rồi, nhưng mà chúng ta cần đưa ra một vài cái thí dụ cụ thể trong đời sống hàng ngày để quý Phật tử có thể hiểu hơn. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ là nhãn thức quả thiện và bất thiện. Mình thấy cảnh nào, cảnh sắc nào đẹp thì đó là quả thiện, mà thấy cảnh sắc xấu là quả bất thiện. Bây giờ thí dụ như một người mà họ nhìn thấy hình ảnh của một phụ nữ đẹp ở trên báo hay ở trong TV bản, thì cái đó có phải là quả thiện không? Như rồi một người Phật tử họ đi chùa nào đó, có những ngôi chùa mà họ tạc tượng Phật không có hảo tướng, và tượng Phật không tướng, tức là nó ngược hoàn toàn. Thường thường chúng ta thấy tượng Phật rất là hảo tướng, nhưng mà có nhiều người họ tạc tượng Phật không được đẹp lắm. Thì khi họ tạc tượng Phật không được đẹp đó, mình nhìn thấy có phải là quả bất thiện không? Bây giờ thí dụ mình nói một người mà nhìn thấy tượng Phật mà là quả bất thiện, trong khi đó nhìn thấy hình ảnh nào đó mà thấy là quả thiện ấy, thì nghe nó hơi trái lỗ tai với nhiều người lắm. Nhưng mà trên phương diện mà tâm nhãn thức quả thiện bất thiện, chúng ta có nói như vậy không? Hay là giả là một người bị tiểu đường mà họ ăn đồ ăn chè sôi nước, họ cảm thấy rất là ngon,
nhưng mà cái ngon thì là độc với họ. Và trái lại họ ăn gạo lứt á, thì nhai á, nó không ngon lành gì hết, nó không ngon bằng gạo trắng, nhưng mà nó lại lợi cho họ. Thì tuy rằng nó có lợi nhưng mà nó không ngon, và một cái nó ngon không có lợi, nó có hại đó. Thì cái ngon không ngon đó chúng ta có tính là quả thiện quả bất thiện không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoan Nghi trả lời giải thích về điểm này. Nam mô Bổn Thầy. Thực ra thì như chúng tôi đã nói khi nãy là rất khó biết được cái nào là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức mà thuộc quả thiện hay quả bất thiện. Quả thiện thì là nó phải đối chiếu với cảnh tốt, itharamana. Còn nếu là quả bất thiện thì là anitharamana, tức là cảnh xấu. Và như cảnh xấu, cảnh tốt mà chúng tôi trình bày với quý vị khi nãy đó, thì chúng ta khó mà nhận thức được, chúng ta khó đánh giá được. Cái này nó còn chúng ta phải tùy thuộc vào cái sự đánh giá của phần đông thôi, rồi chúng ta mới cho rằng là thấy như vậy, nghe như vậy, ngửi như vậy, nếm như vậy, nó thuộc về quả thức thiện hay là thức quả bất thiện. Cái đánh giá của phần đông một người bình thường, nếu khi mà họ gặp cái cảnh mà họ đánh giá là tốt, là đẹp, như là nhìn cái hình ảnh gợi cảm của, hình ảnh phụ nữ gợi cảm, nhưng mà đối với một người tu tập thì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà vị này cảm thấy chán. Không phải vì vị đó, vị đó sợ hãi mà cho rằng đó là cái cảnh xấu, vẫn là cái cảnh đẹp, nhãn thức quả thiện như thường. Chỉ có điều là do cái tâm lý tu tập của vị đó, do cái tâm lý đạo đức của vị đó, cho nên dị ứng đối với cảnh này, là không dám nhìn, không dám nhận xét, không dám thưởng thức, chứ không phải là nhìn thấy nó không biết đẹp, không phải vậy. Cũng như khi một người mà họ nhìn vào cái tượng Phật, nếu như mà qua cái tính thẩm mỹ, họ nhìn qua cái tính thẩm mỹ nghệ thuật, thì lúc bây giờ họ được quyền, họ đánh giá là cái tượng này là đẹp hay là xấu theo cái tính thẩm mỹ, cái nghệ thuật. Chớ cái đẹp cái xấu đó nó không có liên hệ gì đến cái vấn đề tâm nhãn thức quả thiện hay là nhãn thức quả bất thiện đối với tượng Phật cả. Dầu cho cái tượng Phật có tạc khéo cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu một người ngoại đạo họ nhìn vào và họ biết đây là tượng của Đức Phật, của ông Phật, thì đối với họ, họ cũng không cảm thấy là thoải mái dễ chịu. Cho nên ở đây đó, chúng ta không thể dựa vào đó mà chúng ta nói là cái này là thuộc nhãn thức quả thiện hay quả bất thiện. Nó khó lắm thưa quý vị.
Cho nên cái đó còn tùy thuộc vào, còn tùy thuộc vào cái sự đánh giá của người qua cái thẩm mỹ, hay là do cái mỹ thuật nữa. Cho nên cái vấn đề này, mà thật sự nếu mà chúng ta đánh giá, nhìn cái tượng Phật mà chúng ta thấy cái tượng Phật đó người vẽ xấu quá, hay là người tạ tượng xấu quá, chúng ta khởi lên cái tâm khó chịu, mà chúng ta cho rằng nhìn cái tượng Phật và nhãn thức quả bất thiện đó, thì trong trường hợp này thì nghe nó cũng kỳ, mà kỳ thiệt. Chúng ta không thể đánh giá bằng cách đó được, bởi vì nó qua cái lĩnh vực khác rồi, cái lĩnh vực, cái phạm trù của cái ốc thẩm mỹ, hay là cái ốc nghệ thuật, vân vân. Ngày hôm qua, khi mà chúng tôi đi đến Hà Tiên tại cái ngôi chùa, thì thưa quý vị, ngôi chùa này vị có lâu đời, có cỡ khoảng 300 năm rồi. Cái thuật Phật chánh điện đeo xuống thì quý lắm thưa quý vị. Thuộc cổ, thời cổ xưa để lại. Nhưng mà quả thật là nếu mà ở trong chùa Vị Giác của chúng tôi, mà ở trên chánh điện mà có cái pho tượng đó, thì chắc có lẽ là trong 30 giây là chúng tôi phải đổi cái tượng khác, cho chúng tôi không muốn để cái tượng ở trong chùa. Bởi vì khi mà nhìn vào đó, thì trên phương diện một người mà có cái óc khảo cổ, thì họ sẽ cho rằng cái này có giá trị. Nhưng mà với cái tính thẩm mỹ, thì trong trường hợp này không thể chấp nhận được. Cho nên cái sự kiện đó thì khó. Nhưng mà khi mà nhìn vào thì đối với chúng tôi thì cái này chúng tôi không dám nói là nhãn thức quá bất thiện. Nhưng mà có điều là chúng tôi không thể chấp nhận đó là một tượng Phật đẹp được. Cho nên cái chuyện đó nó cũng khó trăm bề chứ thưa quý vị. Cái đó là do mỗi chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta sẽ để lại cái phần này để chúng ta có dịp chúng ta đi qua cái chỗ khác về thân thức, rồi chúng ta sẽ nói chuyện thêm nữa. Bây giờ cũng đã sắp hết giờ rồi, cho nên xin cung tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để kết luận và kết thúc buổi học. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trường Thượng Tọa Thầy Sư. Thưa quý vị, chúng tôi có nói từ ban đầu đó là đây là một đề tài rộng. Không may chúng ta hôm nay là Thượng Tọa Thầy Sư đi xa về, thật ra Thượng Tọa mệt, nên phần thảo luận tương đối rất là ngắn. Bài học ngày hôm nay thật ra chưa có hết, chúng ta chỉ mới có đi vào phần đầu thôi. Do vậy vào thứ năm này chúng ta sẽ trở lại với bài học này. Và chúng tôi hy vọng rằng lúc đó Thượng Tọa Thầy Sư khỏe thì thưa quý vị chúng ta có được một cái bài trọn vẹn về cảm thọ, một ở trong sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trường chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng đại lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú lành thầy, là con là nhà nguyện thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính thiện chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc.
phần sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các tượng chánh pháp nhiệm màu của Đức Thịnh Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Mô Bích Tha. Yang kimchi kusala kamang kapa pagiriya mamakaye na vaja manasa didase sukatang katang yesa pasanyino atiye yasa pasanyino katang bunya pavang mayang sape paki pawantute yetang katang suwitang dinang bunya pavang mayang yesa pasanyino Anacchananti deva janto arivera yung sape lokam iye sata chivanta harane dukha manonyam pojana sape lapanto mamache alapati. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió do nhờ thần phẩm bảo tồn mạng cánh nghiệp lành từ hội thân hóa thành bốn quả vị nhân thờ ô tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ô tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ô tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sapa devata sapa sangha lupa vena so de lon du de lon sarang viên công đức đã làm kiến chiến lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác. Nguyện đem tâm thanh tịnh.